giờ ai cũng cao hết rồi. Alo, anh là cái sao lại đi hả? Dạ kính thưa tăng biến, kính thưa những bà con cô bác và những người khán giả thân thương cùng tâm quán triệt, Hồng Tơ là hậu sinh, lúc mà còn nhỏ thì Hồng Tơ cũng đến tất cả các rạp để xem những người kỳ cựu, những cây đa cây đề trong làng hài Việt Nam. Thì lúc đó con còn nhớ quán triệt cùng năm Thanh Diệt, Thề Rông, Thanh Diệt, Thề Té, Thanh Trung, Thanh Hoài, Ba Thuận Tân, Khả Năng, Phi Hoàng, Xuân Phát, nhân dân rất là nhiều. Nhưng mà không ngờ là sau này con đường của mình nó lại đi đến cái nghệ thuật hài, lại gặp gỡ được những người thần tượng, những idol của mình trước kia. Thì đối với ba quán triệt cùng năm thì Học Tơ cũng đã từng đi tống hài với ba và cũng có rất nhiều kỷ niệm về ba. Hôm nay ba đã nằm xuống rồi, trong làng hài phải nói là mất mát đi cái to rất là to lớn trong những cái tiết mục hài như nội có ý nghĩa và có tính nhân bản. Ba là một trong những người để lại cái ký ức cho khán giả với tuổi hiện tại như 50, 60, 70 nhân dân. Trong đó mình có lớp học sinh của Học Tơ hôm nay ra đi bệnh viện, tôi không biết nói gì hơn. Trước tiên Học Tơ xin chia buồn cùng cô Thu cũng như tất cả những người thân của ba. Và Học Tơ nguyện nhân linh của ba sống được siêu thăng tịnh độ về nơi cõi vĩnh hằng. Một lần nữa con Học Tơ xin được cúi đầu tiễn đưa ba. Dạ vâng, chúng ta vừa đến với những dòng cảm xúc của nghệ sĩ Hồng Tơ đã chia sẻ về cố nghệ sĩ Tùng Lâm. Và chắc hẳn khi đến với đêm tiễn biệt cố nghệ sĩ Tùng Lâm thì anh Hồng Tơ cũng sẽ có một quả tác phẩm để dành tặng cho tất cả quý vị đã có mặt đêm nay, đúng không ạ? Nãy giờ thì Hồng Tơ thì chuyên diễn hài, quý bà con cô bác cũng biết rồi. Thì hôm nay cho phép Hồng Tơ xin được hát ba câu dòng cổ của cố nghệ sĩ soạn giả nhân dân Nguyễn Châu. Ba dòng cổ được mang tên Võ Đông Sơn. Mời quý bà con hãy thích.